em thì hôm nay em có cơ hội được làm một cái sản phẩm dưới sự hướng dẫn của thầy và của các cô. Thì là cái này nó là đèn ngủ, tức là lúc mà nó tối thì nó sẽ tự phát sáng lên, còn lúc mà nó sáng thì đèn nó sẽ không sáng nữa để tiết kiệm năng lượng. Thì là trong này có một cái quang phổ, quang trở, quang trở. Quang trở thì là khi mà trở sáng thì nó thì điện trở của nó thấp và điện trở nó sẽ giảm đi và nó sẽ tiêu thụ năng lượng nhiều hơn, vì thế bóng đèn nó sẽ không sáng được. Khi trời tối thì nó sẽ giảm, điện trở sẽ tăng lên thì đèn sẽ sáng được ạ. Ở đây thì có một cái transistor, một cái transistor thì nó là nó đóng vai trò như cái gì? Nó làm một cái khuếch đại tín hiệu và nó cũng có thể dùng để làm để công tắc. Thì khi mà điện chuyển tới thì nó sẽ làm bóng đèn này phát sáng lên. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Một tràng pháo tay cho bạn nào.